Chào mọi người, mình là Lành và như thường lệ đây là bản tin Lab News. Các thông tin được đồn đoán cho đến nay đã gợi ý rằng có những thay đổi đáng kể trong cấu trúc nội bộ cho dòng Galaxy S24 sắp tới. Về mặt bên ngoài, hình ảnh của các mô hình giải đã xuất hiện, tiết lộ một diện mạo rất quen thuộc. Những rò rỉ trước đó bao gồm hình ảnh minh họa của Samsung Galaxy S24, nhưng nhờ có Sony Dixon trên Twitter, chúng ta hiện có những hình ảnh chi tiết của các mô hình giải S24 để nghiên cứu thiết kế một cách cận cảnh. Ngay từ đầu, sự giống nhau mạnh mẽ đã rõ ràng giữa những mô hình giả của Galaxy S24 và dòng Galaxy S23. Chúng có các cạnh bóng bẩy, cổng USB-C và các camera sau được lắp đặt cá nhân với vỏ kim loại. Sự khác biệt đáng chú ý nhất xuất hiện trên mô hình Ultra có vẻ sắc nét hơn với các cạnh phẳng và thiếu đi đường cong rõ ràng trên mặt sau. Mô hình S23 Ultra đã phẳng hơn so với S22 Ultra, gợi ý một sự rời bỏ dần dần của Samsung đối với màn hình cong mà trước đây là đặc trưng của họ. Hiện chưa rõ màu trắng của những mô hình giả này có phải là một lựa chọn màu sắc chính thức cho dòng S24 hay không, hay chỉ là một hình ảnh mô phỏng. Mặc dù Samsung thường cung cấp các phiên bản màu kem và màu trắng cho điện thoại của mình, nhưng những màu sắc được đồn đại cho S24 Ultra bao gồm màu đen, xám, tím và vàng, cho thấy màu trắng có thể sẽ không có sẵn để mua. Các camera trên các mô hình cơ bản dường như không có gì thay đổi, nhưng các camera phụ trên mô hình Ultra có vẻ nhỏ hơn một chút, với camera phía trên có một lỗ đơn thay vì hai. Tin đồn gợi ý rằng S24 Ultra có thể chuyển sang một camera tele đơn với độ phân giải 50MP, khác biệt so với hai camera zoom 10MP trên S23. Mặc dù đây chỉ là các mô hình giả và có thể không được làm từ các vật liệu thực tế của điện thoại, nhưng kỳ vọng cho các mô hình thực sự của Galaxy S24 bao gồm mặt trước và sau bằng kính Gorilla Glass có thể đi kèm với một viền bên bằng Titan. Tuy nhiên, có những thông tin được đồn đại khác nhau với các nguồn tin cho rằng Titan chỉ có thể dành riêng cho mô hình Ultra. Các hình ảnh cho thấy không hiển thị màn hình và không có tin đồn về các thông số kỹ thuật nội bộ của điện thoại. Thông tin rò rỉ bổ sung gợi ý việc sử dụng vi xử lý tùy chỉnh Snapdragon 3 và Exynos 2400, một màn hình 144Hz cho mô hình Ultra và khả năng có thể tạo ra trí tuệ nhân tạo trên thiết bị thông qua Samsung Gao. Dự kiến Samsung sẽ ra mắt dòng Galaxy S24 vào tháng 1 năm sau. Nếu những mô hình giả bị rò rỉ này đã kích thích sự quan tâm của các bạn đối với tin tức của mình thì các bạn hãy đợi xem, vì mình sẽ xuất hiện thêm những thông tin về Galaxy S24 và Galaxy S24 Ultra sớm nhất. Và đó cũng là kết thúc điểm tin. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Đừng quên hãy like và subscribe kênh để cập nhật thêm những thông tin công nghệ mới nhất nhé. Bye!